đến trưa được rồi. Chưa khác có người mời phải không? Ông Hữu đi cả lợn con này sao mà thấy kêu ghê. Thằng đẻ cứ đẻ, thằng chết cứ chết vào. Sinh với tử đi theo nhau. Nó thế thì nó mới cân đối. Ông Đoàn. Làm được thì làm, đừng phá mà. Nhưng mà có em sang đây có người nói chuyện vui hơn nhỉ. Cũng không được về sớm phải không?